Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tuần số 17, bài 31, nếu chúng mình có phép lạ. Vở bài tập môn tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 103 nào. Ta sẽ cùng đến với cái phần luyện từ và câu, luyện tập về danh từ này, động từ và tính từ nhé. Ok, như vậy thì trước mắt là các em phải nắm được danh từ là gì, động từ là gì và tính từ là gì, được chưa? Đấy, em nào mà chưa thuộc thì chúng ta có thể tìm lại những cái bài mà liên quan tới danh từ, liên quan tới động từ và liên quan tới tính từ để chúng mình học nha. Rồi, khoanh vào từ không cùng loại trong mỗi nhóm từ. Đấy, tức là yêu cầu là gì? Chúng ta sẽ khoanh vào cái từ nào mà không cùng loại ở mỗi cái nhóm từ sau đây này. Thứ nhất này, nhóm danh từ này, hạt, mùa đông, biến, máy bay, biển, mầm. Đó, như vậy thì mình sẽ quan sát ở đây này. Danh từ hạt này, hạt là danh từ đúng không? Mùa đông là danh từ. Biến, à như vậy biến này này, biến nó thuộc dạng gì? Động từ đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ khoanh vào cái từ biến này, không phải là danh từ nhá. Máy bay nó là danh từ, biển là danh từ, mầm à, mầm cũng là một danh từ. Ok, rồi đến động từ này. Chớp, chớp, chớp mắt. Chớp và chớp mắt, à cái này đều là gì? Là động từ đúng không? Hái là động từ, đúc là động từ, lặn là động từ, lái là động từ. Quả này, à như vậy quả đây này không phải là động từ nha các em. Ok, quả nó là một danh từ. Ok, rồi nhóm tính từ nào? Nhanh, đấy, mới, lớn, ngon, bom, lạ. À, có từ bom này này, bom nó là một danh từ, được chưa? Đấy, chứ không phải là tính từ nha các em. Rồi, đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài số 1 nha. Rồi mình sang bài tập số 2. Chọn tính từ hoặc là động từ trong khung để điền vào chỗ trống. Đấy, như vậy ở cái câu A này thì người ta cho mình này, yên vui, quây quần, sung túc, đông đúc. Giờ chúng mình chỉ đọc cái đoạn này và chúng ta điền vào những cái chỗ chấm chấm thôi, được không nhỉ? Rồi, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiến đỏ. À, gia đình này như thế nào? Sung túc à? À, gia đình kiến đỏ sẽ là gì? Đông đúc, đúng không? Đấy, như vậy các em sẽ điền cái từ đông đúc vào đây nhé. Rồi, gia đình tôi có hàng nghìn miệng ăn, tuy không thật. Tuy không thật là gì? Sung túc, đúng không? Đấy, tức là gì? Không thật giàu có gì đó, đúng không? Sung túc, nhưng ai cũng được no đủ quanh năm. Tất cả chị em chúng tôi sống như nào? Quây quần bên nhau. Ok, sống quây quần bên nhau dưới một mái nhà ấm cúng, yên vui, được chưa nhỉ? Đấy, như vậy đây ta sẽ điền từ yên vui xong nhá. Rồi sang câu B nào. Người ta cho mình những cái từ, đó là nhìn này, rơi này, trú mưa này, chảy này, tạnh này. Ok, nửa đêm trời nổi cơn mưa lớn, tôi và giấy chũi làm sao? À, trú mưa đúng không? Nổi cơn mưa thì mình phải đi trú mưa. Dưới tàu lá chuối cả đêm nghe mưa. Mưa gì?
Mưa rơi, ok. Chứ không có mưa chảy đúng không nào? Mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn đúng không nào? Đấy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước à, đúng không? Tôi nhìn đúng rồi, tôi nhìn ra trước. Nhìn ra trước mặt, thấy một làn nước mưa chảy veo veo đúng nào? Đấy, như vậy đây sẽ từ gì? Chảy nhá. Chảy veo veo giữa đôi bờ cỏ. Đấy là một con sông mà đêm qua tối trời chúng tôi không nhìn rõ. Được chưa nhỉ? Ok nhá. Rồi, sang bài số 3. Viết 4 đến 5 câu về cái chủ đề tự chọn. Trong đó có sử dụng các từ sau. Đấy, tức là chúng ta sẽ chọn cái chủ đề nào cũng được và mình sẽ phải sử dụng những cái từ có thể là mơ, bà tiên hoặc là gì kỳ kỳ lạ đúng không? Đấy, như vậy thì cái phần này khá là dễ để cho chúng ta viết, nhưng mà nhớ là gì, chúng ta viết khoảng từ mấy 4 cho đến 5 5 câu mới được nha, được không nhỉ? Đấy, như vậy thì thầy sẽ viết để cho chúng ta tham khảo. Ở đây các em có thể viết một cái câu chuyện về bà tiên hoặc là gì, về một giấc mơ hoặc là cái chuyện gì đó kỳ lạ đúng không? Em nào hay xem kênh Độc Lạ Bình Dương ta viết cũng được gì, đúng không nhỉ? Rồi, chẳng hạn chúng ta sẽ dùng ngay cái từ bà tiên này, được chưa? Rồi, bà tiên ông bụt đúng không? Bà tiên đấy, bà tiên nhá. Mình cho cái từ này ở trong ngoặc kép đi cho nó trang trọng đúng không nào? Bà tiên đây là một cái nhân vật đấy, các em đọc truyện cổ tích thì chúng ta sẽ biết rất là nhiều đúng không nào? Một nhân vật thường xuất hiện trong gì, trong các câu chuyện cổ tích đúng không nào? Đấy, không có bà tiên thì sẽ có ông bụt đúng không nào? Đấy, trong các câu chuyện cổ tích. Ok rồi, đấy, như vậy chúng ta có được một câu nhé. Như vậy thì ở đây này chúng ta viết tiếp này, bà thì có cái gì à, những cái phép thuật, bà có những cái phép thuật kỳ lạ đúng không? Đấy, mình dùng luôn từ kỳ lạ đúng không? Và thường sử dụng nó, thường sử dụng cái phép thuật đó, thường sử dụng nó để giúp đỡ ai nhỉ? À, giúp đỡ cái người như nào? Những người tốt đúng không? Đấy, phải giúp đỡ những cái người tốt mà gặp gì bất hạnh. Đấy, chẳng hạn như trong câu chuyện Tấm Cám đó, đúng không? Gặp chuyện bất hạnh, được không nhỉ? Đó, được nhá. Rồi, vậy thì chúng ta có thể nói thêm này, bà thì thường có mái tóc, thường có mái tóc đúng không? Đấy, trong các câu chuyện thì thường người ta miêu tả bà là có một cái mái tóc bạc bạc phơ. Rồi, gì nữa? Gương mặt thì phúc hậu, gương mặt thì phúc hậu. Rồi, hiền hòa đúng không? Đấy, phúc hậu. Rồi, chúng ta chỉ cần ghi gương mặt phúc hậu được rồi, chưa nhỉ? Rồi, không thì thêm nữa cũng được, và hiền từ đi. Đấy, cho nó hoành tráng lại đúng không nào? Đấy, trang phục bà mặc, trang phục thì thường là sáng sáng màu đúng không nào? Đấy, có thể là gì, màu trắng, có thể là màu gì đó sáng hơn, được chưa? Rồi,
Nghe được mấy câu rồi nhỉ? Mấy câu rồi? Một, hai, ba câu rồi. Chúng ta có chỉ cần viết thêm một ít nữa thôi đúng không? Và trong trong truyện cổ tích, trong truyện cổ tích thì bà thường xuất hiện. Đấy, bà thường xuất hiện khi khi nào? À, khi cái nhân vật, khi nhân vật gặp phải, khi nhân vật gặp phải những gì nhỉ? Những cái chuyện bất hạnh đúng không? Đấy, thường thường thì bà sẽ xuất hiện trong các cái câu chuyện cổ tích ạ. Đây ta cho thêm từ các nữa đi cho nó hay ho nhé. Trong các câu, trong các chuyện cổ tích thì bà thường xuất hiện khi nhân vật gặp phải những bất hạnh. Được chưa nhỉ? Rồi. Đấy, như vậy chúng ta có thể dừng ở đây được chưa? Ngắn gọn vậy thôi. Ok. Được chưa nhỉ? Xong nhá. Sang bài tập số 4 nào. Xếp từ in đậm trong đoạn văn vào cái nhóm thích hợp. Như vậy các em xem cái nhóm ở đây tôi cho là cái gì đó nào. À, nhóm này, danh từ này, động từ này, tính từ. Tức là những cái từ in đậm này này, nó thuộc cái nhóm nào thì chúng ta sẽ xếp nó vào đây. Được chưa? Rồi, chúng mình đọc cái đoạn văn này. Chỗ ấy là khúc suối trong. Như vậy từ chỗ này, chỗ ấy là gì? Là danh từ. Tức là gì? Miêu tả về cái nơi chốn đúng không nào? Đấy, chỗ ấy nha. Chỗ ấy. Như vậy từ chỗ thôi, mình chỉ có từ chỗ thôi đúng không? Rồi. Là khúc suối trong. Từ trong không á thì nó sẽ là gì? Tính từ nha. Đấy. Trạng thái. Tính từ miêu tả trạng thái, tính chất, màu sắc. Rồi. Nước suối chảy êm đềm. Êm đềm. Như vậy êm đềm cũng là gì? Tính từ. Đúng không? Đấy, êm đềm, tính chất. Đá suối phủ đầy rêu. Phủ là gì? Là động từ. Đó, người ta phủ kín cái gì đó, đúng không? Phủ đầy rêu. Và những đám rong xanh. Xanh là tính từ. Được chưa? Đấy. Như vậy cái từ xanh á lại là tính từ nhé. Họ hàng nhà cua nép mình trong khe đá. Đấy, như vậy khe đá thì lại là danh danh từ nha. Khe đá. Ok. Họ hàng nhà ốc thì lại quây quần. Quây quần là thể hiện một động động từ. Đấy, quây quần. Quây quần. Quanh đám rong rêu. Rong rêu là danh danh từ. Đấy, chỉ sự vật. Rong rêu. Ok. Còn trên bờ cát. Cát cũng lại là danh danh từ. Ok. Cách mép nước không xa. Xa thể hiện là gì? Tính từ. Ok. Có bác rùa sống. Sống là động động từ nhé. Đấy, sống chết là động từ. Ok. Giữa những tảng đá lô nhô. Lô nhô là tính từ. Đấy, chỉ tính chất, đặc điểm tính chất của sự vật. Lô nhô. Ok. Xen với cây rừng. À, như vậy cây rừng lại là danh danh từ. Xong chưa? Đấy, chúng ta phân tích cái đoạn đó. Và cái dạng bài này này có thể là gì, sẽ thường gặp trong kiểm tra cuối kỳ nha các em. Bài này gọi là bài sao đó, 4 sao đây này các em. Ok. Rồi sang bài 5 cũng là một bài sao này.
viết một đến hai câu có sử dụng từ ngữ in đậm ở bài số 4. Đó. Tức là gì? Chúng ta sẽ lấy những cái từ ở đây này. Đấy. Danh từ, động từ hoặc tính từ mà chúng ta viết vào. Được chưa nhỉ? Đó, như vậy thì chúng ta có thể viết được không nhỉ? À, quá đơn giản đúng không? Cứ mỗi buổi tối. Đấy, cứ mỗi một cái buổi tối thì gia đình tôi lại gì? Quây quần. Đấy, thầy sử dụng cái động từ quây quần bên mâm cơm, được không nhỉ? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì buổi ngày á, thì bố mẹ hay là cha mẹ rồi các thành viên ở trong gia đình chúng ta đi làm, nên là buổi sáng thì thường ăn cũng không được đầy đủ các thành viên, đúng không? Buổi trưa thì có người thì ăn cơm ở trường, có người thì ăn cơm ở nơi làm việc, đúng không? Đấy, và thường thường thì cứ buổi tối gia đình chúng ta mới có thể đoàn tụ được. Được chưa? Mình sử dụng cái cụm từ quây quần, được không nhỉ? Rồi. Chỗ này, khe đá, rong rêu, cây rừng. Được không? Chúng ta sử dụng những cái từ này được hết, đúng không? Rồi. Trường của tôi. Đấy, trường. Trường tôi theo học. Đấy, chứ không phải trường của tôi, đúng không nào? Trường tôi theo học có hàng cây có hàng cây xanh. Đấy, thầy sử dụng từ xanh nhé. Có hàng cây xanh phủ bóng mát cho chúng tôi vui đùa, được không nhỉ? Đấy, được không? Quá là ok, đúng không nào? Đấy, các em có thể chọn những cái từ khác để chúng ta viết vào đây. Rồi, vậy thì mình sang phần tiếp theo, đó là phần viết này. Tìm hiểu cách viết thư. Rồi, người ta yêu cầu cái gì? Đọc cái bức thư ở bài tập số 1, trang 134 sách giáo khoa và thực hiện yêu cầu. Các em phải mở sách của chúng mình ra trang 134. Này. 134. Đâu rồi? 134 đâu rồi? 133. Đây 134 đây. Đây bức thư nhá. Như vậy thầy và các em sẽ đọc cái bức thư này này. Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2022. Lời đầu thư này, đây là địa điểm và thời gian viết thư này, nó ở Hà Nội này. Thời gian là ngày 19 tháng 7 năm 2022. Lời đầu thư này, Việt Phương thân mến. Đó, và sau đó đến nội dung của thư. Cậu và gia đình vẫn khỏe chứ? Nghỉ hè cậu có đi chơi đâu không? Hai chị em tớ được bố mẹ cho đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Ở đó tớ thích nhất là được ngắm nhìn hổ, voi, hươu sao, chăn, chim công. Chúng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tôi ước mơ trở thành một người chăm sóc và chữa bệnh cho các con thú. Mẹ tớ bảo, nếu muốn thực hiện ước mơ đó, con hãy trở thành một bác sĩ thú y. Đặc biệt, việc chăm sóc các con thú này cũng giống như chăm sóc các em bé, vì chúng có ngôn ngữ riêng. Phải gần gũi và quan tâm đến chúng hàng ngày thì mới hiểu được. Rồi, tớ tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành bác sĩ thú y, hàng ngày được chăm sóc các loại vật cậu ạ. À. Rồi, đây là phần gì? Phần cuối thư nhé. Cuối của thư này. Thế cậu ước mơ sau này làm nghề gì? Viết thư kể cho tớ nghe nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực. Cho tớ gửi lời chúc sức khỏe tới cậu và gia đình. Rất mong được gặp cậu. Đấy, và ghi chữ ký bạn của cậu Phương Linh. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã đọc xong cái bức thư này rồi. Bây giờ mình sẽ trả lời nè. Bức thư của ai gửi cho ai?
và dựa vào đâu mà em biết? Đúng không? Như vậy thì bức thư của ai đây? Ai là người viết? Phương Linh gửi cho ai? Gửi cho bạn Việt Phương này. Đấy, đúng không nào? Dựa vào đâu? À, dựa vào chữ ký cuối thư và lời chào đầu đầu thư. Đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ trả lời ngay này. Bức thư của ai gửi cho ai thì mình trả lời cái thứ nhất này. Bức thư của Phương Linh gửi cho Việt Phương, đúng không nào? Đấy. Rồi, như vậy mình xong câu hỏi thứ nhất nhé. Giờ câu hỏi thứ hai này, dựa vào đâu để em biết? Đấy, thì chúng ta sẽ dựa vào gì? À, cái lời chào đầu thư và chữ ký cuối cuối thư, được chưa nhỉ? Đấy, để chúng mình mới biết được. Ok. Rồi ta hỏi câu B này, bức thư gồm mấy phần? Nội dung của từng phần là gì? Đấy, như vậy thì mình thấy bức thư có mấy phần đây? Địa điểm, thời gian này, lời chào này, nội dung chính này, cuối thư này. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ thấy là có mấy phần? Ba phần, đúng không nào? Đấy, bức thư gồm có ba phần. Phần thứ nhất này, ta ghi luôn đúng không? Phần 1. Phần 1 thì bao gồm gì? Gồm địa điểm này, gì nữa? Và thời gian viết thư. Rồi, phần thứ nhất lại còn nữa, đó là gì? Lời chào đầu thư, đúng không nào? Lời chào đầu thư. Ok. Rồi, như vậy đó là phần phần 1 nhé. Sang phần 2. Phần 2 chính là gì? Nội dung chính của bức bức thư. Được chưa? Đấy, bạn ấy nói là bạn đến đi thăm cái công viên và bạn ấy thích thú cưng và bạn nói về ước ước mơ. Được chưa nhỉ? Rồi, và phần thứ ba là phần cuối thư. Phần 3 đấy là gì? Cuối thư thì bao gồm gì? Lời chào. Rồi, các em xem đây. Lời chào này, cuối thư này, ăn lời chúc, lời chào và chữ chữ ký này. Đấy. Cuối thư thì bao gồm lời chúc đó nhá. Lời chúc này. Rồi sau đó đến lời lời chào. Và cuối cùng là gì? Chữ chữ ký. Ok. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 2 nào. Ghi lại những thông tin em muốn viết trong bức thư gửi cho bạn ở phương xa. Đấy, như vậy thì cái thông tin mà em muốn viết, thông tin em muốn viết trong bức thư gửi cho bạn ở phương xa. Đấy, thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải làm sao? À, chúng ta sẽ ghi cái thông tin này, phần 1 này. Đấy, tức là chúng ta sẽ dựa giống như ở trên kia, đúng không? Phần 1 thì chúng ta cũng có gồm gì? Gồm địa điểm, thời gian, đúng không? Lời chào. Đấy, gồm địa điểm. Giống hệt ở trên đúng không các em? Địa điểm này, thời gian này. Rồi, gì nữa? Lời chào đầu thư. Đấy, lời chào đầu thư. Ok. Rồi, cũng sẽ có cái phần thứ hai. Đấy, phần 2 là mình sẽ làm sao? Nội dung của bức thư. Nội dung cái bức thư.
Nội dung này là chúng ta ghi rõ là gì? Gửi cho bạn ở xa. Đấy, gửi cho cái người bạn ở xa. Được chưa nhỉ? Rồi. Và cái phần thứ ba đó là gì? Cuối thư. Được chưa? Đấy. Phần 3 thì phần cuối thư thì cũng phải bao gồm gì? Lời chào, tức là giống hệt ở trên đúng không? Bao gồm đầu tiên là xin lỗi, lời chúc, thầy cứ nói nhầm không ạ? À? Lời chúc, sau đó đến lời chào và chữ ký. Ok. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, sang phần vận dụng nào. Viết 3 đến 4 câu về tình cảm của em đối với người thân hoặc bạn bè, trong đó có sử dụng các động từ thể hiện về tình cảm, cảm xúc. Đó. Như vậy thì cái này các em sẽ thể tự chọn. Có thể chúng ta viết về người thân này, là ông bà, cha mẹ, anh chị em, đúng không? Hoặc là gì? Hoặc là về bạn bè, là những cái người bạn phương xa của mình. Đó. Và trong đó thì mình thể hiện những cái gì? Cái tình cảm, cảm xúc của mình. Được chưa nhỉ? Đó. Vậy thì ở đây thì tùy chúng ta có thể lựa chọn viết về ông hoặc bà hoặc cha hoặc mẹ, hoặc là gì? Anh chị em của mình. Được chưa? Hoặc là gì? Chúng mình có thể viết về những cái người bạn của mình. Nhưng mà nhớ là gì? Chúng ta dùng cái động từ thể hiện là gì? Tình cảm, cảm xúc. Đó. Được chưa? Đấy, như vậy thì các em có thể tham khảo những cái bài của thầy đây. Được chưa? Chẳng hạn như thầy sẽ viết về một cái người bạn đi để cho các em tham khảo nhé. Năm tôi học. Đấy, ví dụ là các em tham khảo đúng không? Năm tôi học lớp 3. Đấy. Thì có một người bạn tên là chẳng hạn tên là Linh, chơi rất thân với tôi, nhưng đấy, các em có thể đánh dấu phải đây cũng được này. Nhưng vì điều kiện đấy, vì cái điều kiện nên gia đình bạn đã chuyển về về quê đấy để sinh sống. Được chưa nhỉ? Về quê để sinh sống. Tôi và bạn Linh. Đấy, tôi và bạn Linh tuy không ở gần nhau, đấy, tuy không ở gần nhau nhé, nhưng chúng tôi đấy, đã có nhiều cái kỷ niệm thú vị, đúng không nào? Đấy, nhiều kỷ niệm thú vị trong suốt cái thời gian học chung với nhau. Đấy, học chung lớp với nhau. Đấy, học chung lớp với nhau. Giờ các em viết ra một cái kỷ niệm nào đó. Tôi nhớ rất rõ hôm ấy gần dịp Tết Trung Thu. Đấy, được chưa nhỉ? Gần dịp Tết Trung Thu, nhóm của tôi được phân công làm lồng đèn. Đấy, làm cái lồng đèn ông sao để gì? Để tham gia rước đèn. Đấy,
ta ghi cho nó hay đúng nào. Đấy, để tham gia rước đèn. Khi đó thì bạn Linh đã làm sao? À, khi đó thì bạn Linh đã thiết kế và phân công các bạn trong nhóm hoàn thành cái lồng đèn đúng thời gian và nhóm tôi và kết quả nhóm chúng tôi đạt giải nhất. Đó, được chưa nhỉ? Thầy viết sang đây nhé, đạt giải nhất với tôi. Bây giờ mình phần kết nhá, với tôi thôi, chúng ta ghi đi, đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm tuyệt vời giữa tôi và bạn Linh. Đó, ok chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta có thể kết thúc, ổn không? Người ta yêu cầu viết 3 đến 4 câu thôi, nhưng ta viết là khá là nhiều, mình kể về một cái kỷ niệm như vậy. Ổn không? Quá hay luôn đúng không? Rồi. Và hẹn gặp lại các em ở trong bài số 32 nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn. Bye bye.